Thưa quý vị, là với một khuôn viên đất rộng thì chắc chắn là quý vị sẽ lựa chọn là xây dựng cho gia đình mình một căn nhà vườn hoặc là một căn nhà biệt thự 2 tầng có kích thước cũng như là các công năng rất là rộng thoáng. Và ngày hôm nay cũng vậy, Thu Trang sẽ giới thiệu đến quý vị một công trình được xây dựng trên khuôn viên đất cũng cực kỳ là rộng. Công trình này thì tọa lạc tại Sông Lô, Vĩnh Phúc. Có thể quý vị sẽ thấy được các thiết kế của VC Home sẽ có một cái điểm rất là đặc trưng, đó chính là nhiều căn nhà hiện đại như thế này này, chúng ta sẽ sử dụng hình khối bố cục rất là rõ nét. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi sâu vào công năng hơn nhé, để xem là với công trình tại Sông Lô thì VC Home sẽ thiết kế từ ngoại thất đến nội thất như thế nào nhé quý vị nhé. Có thể thấy là bố cục 3D thì công trình này là mang theo phong cách hiện đại, và những cái điểm nổi bật đó chính là không gian hình khối vuông vức khỏe khoắn này. Chính vì là phong cách hiện đại nên là sẽ tiết giảm đi những cái hoa văn, những cái đường vòm, đường cong. Chúng ta có thể thấy là khi mà chúng ta có được một thiết kế hiện đại như thế này, kể cả nhìn từ xa là quý vị có đứng ở tại sân của công trình thì đều thấy được cái vẻ khỏe khoắn, sang trọng của công trình này. Công trình này thì được thiết kế với hai sảnh rất là rộng rãi này, phía sảnh mặt tiền sẽ là cái hướng ra đường này, sẽ được tính toán là hướng hợp mệnh với gia chủ. Các quý vị yên tâm là khi chúng tôi lên phương án đã có về cái phương án hợp lý về phong thủy cho quý vị, từ tuổi này cho đến cái hướng để hợp với tuổi của chủ đầu tư hơn. Đó, còn với công trình này cũng vậy. Công trình này thì chú Thủy khá là cẩn thận nên là chúng tôi cũng có được cái phương án tính toán ngay từ đầu. Và chú rất là yêu thích cái mẫu hiện đại của VC Home. Chính vì thế mà chúng tôi đã thiết kế luôn với công trình đẹp như thế này, để chú có thể hài lòng từ bên ngoài cho đến bên trong. Hệ thống mái thì vẫn được lựa chọn là gì ạ? Hệ thống mái Nhật. Hệ thống mái Nhật Thu Trang luôn chia sẻ với quý vị là vừa có cái chi phí hợp lý, độ dốc mái cũng khá là vừa phải, hợp lý với một chiều cao, bố cục chiều cao công trình của nhà 2 tầng, mà lại có được cái nét sang trọng hiện đại nữa, chi phí thì lại cực kỳ hợp lý, nên là các chủ đầu tư hiện nay lựa chọn rất là nhiều hệ thống mái Nhật để xây dựng cho công trình gia đình mình. Quý vị có thể so sánh giữa thiết kế và thực tế thì cũng cho thấy là đội thợ thi công ở đây cũng khá là chuẩn xác. Có thể thấy là ở tầng 2 điểm nhấn lớn đó chính là vị trí ốp gạch thẻ. Ốp gạch thẻ tối màu như thế này để giúp chúng ta là nhìn từ xa, nhìn công trình nhà mình cũng rất là nổi bật. Hoặc là đây sẽ là gọi là một điểm nhấn lớn. Một điểm nhấn lớn thì có thể là phân biệt giữa tầng 1 và tầng 2 đó. Quý vị có thể thấy là tầng 1 thì nhẹ nhàng thôi. Tầng 1 nhẹ nhàng thôi, không có ốp gì quá nhiều, chỉ có ốp ở vị trí cửa sổ. Còn tầng 2 là ốp hết toàn bộ cái phần cổ trần. Đó, quý vị có thể thấy rất là rõ nét, rất là đặc sắc. Màu sắc ở đây thì sử dụng khá là nhẹ nhặn, kết hợp giữa gam màu trắng sứ cùng với gam màu ghi xám này, điểm một chút xanh. Xanh ở đây cũng là xanh ghi nha quý vị. Xanh ghi được thể hiện ở phần thân cột, chỉ sơn một chút thôi, và chú Thủy đã sơn, dùng sơn này để đồng bộ với cả sân cổng tường rào luôn, là một cái điểm là đồng nhất từ ngoài vào trong, rất là đẹp. Và yên tâm với quý vị là khi mà chúng tôi thiết kế lên á, sẽ có luôn cái phương án tổng quan về sân vườn, tổng quan về sân vườn cho công trình luôn, nên là quý vị cũng có thể là tham khảo ở bản thiết kế luôn nhé quý vị nhé. Còn khi mà chúng ta đi sâu sẽ có luôn cả gói thiết kế sân vườn cho quý vị nữa, nên là cái này quý vị yên tâm. Rồi ạ, hệ thống ngũ cấp sẽ là hệ thống được sử dụng khi mà chúng tôi thiết kế công trình này. Công trình này có diện tích rất là lớn nên là ở đây sẽ được sử dụng là hệ thống ngũ cấp. Nếu chúng ta sử dụng tam cấp thì e rằng là sẽ hơi thấp, nên là ở đây sẽ dùng ngũ cấp nha quý vị. Ngũ cấp sẽ hợp lý hơn. Đó, từ thiết kế đến thực tế nhìn rất là hài hòa. Rồi chúng ta sẽ cùng xem công năng nhé, để xem là về công năng thì xem là sẽ được thiết kế dài rộng cũng như là bố cục bên trong như thế nào nhé quý vị nhé. Mặt tiền ở công trình này thì được thiết kế với kích thước là 10m, gần 10m này, chưa tính cái phần ăn ra bên ngoài của khu vực bên dưới. Thì nếu mà tính cả phần khu vực bên dưới nó sẽ rơi vào là 11,6m. Còn lại chiều sâu công trình ở đây sẽ là 12,4m. Đó, rất là rộng rãi. Và khi mà chúng ta đi từ sảnh chính vào á, ở đây là sẽ có hai sảnh này. Mặc dù là hai sảnh, sảnh chính, sảnh phụ, nhưng mà với cái phần sảnh phụ cũng có lối đi ra rất là rộng này. Đây, khi mà chúng ta đi từ sảnh chính vào, đầu tiên sẽ là không gian phòng khách này. Không gian phòng khách ở đây rộng 30m² và có hai vị trí cửa sổ rất là lớn để lấy sáng cũng như là lấy thoáng cho không gian phía bên trong. Quý vị có thể thấy là toàn bộ không gian bên trong đã được chú Thủy sử dụng là trần gỗ. Tuy là trần gỗ nhưng mà nhìn công trình nó sẽ không bị tối và không bị nặng nề nhé quý vị nhé. Tại vì là chiều cao trần ở đây được xử lý khá là cao. Đó. Với phòng khách thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cách trang trí. Cái này là tùy mọi người thôi.
tùy mọi người sẽ có được lựa chọn về cái giá thành mà chúng ta trang trí phòng khách như thế nào hoặc là các không gian bên trong như thế nào, cái này là tùy lựa chọn của mọi người. Còn nếu mà đến với VC Home thì chắc chắn là vẫn sẽ có cái gói thiết kế và thi công nội thất, nên là quý vị yên tâm sẽ có đầy đủ hết cho quý vị lựa chọn nhé. Đi sâu vào bên trong sẽ là khu vực bếp ăn, và từ bếp ăn sẽ là vị trí để chúng ta đi trực tiếp ra ngoài sảnh phụ luôn. Bếp ăn ở đây diện tích rơi vào 21m2, đó, đặt bộ bàn ăn. Lên thực tế thì phía bếp ăn này á, sẽ thông ra thêm một khu nữa, chú có cho thêm một khu nữa để có thể là nấu ăn ở ngoài. Nhà chú thì sẽ không muốn nấu ăn bên trong, tránh ảnh hưởng mùi đến các không gian bên trong. Đó. Tiếp theo phía bên tay phải thì sẽ là không gian của hai phòng ngủ này. Đầu tiên sẽ là một phòng ngủ master, phòng ngủ có vệ sinh bên trong, diện tích rơi vào 18m2, rất là rộng rãi. Được chưa ạ? Bên cạnh cầu thang này. Còn lại phía bên đằng sâu hơn thì sẽ là một phòng ngủ nhỏ hơn, diện tích rơi vào 13m2. Cạnh đó là một vệ sinh trung tầng, diện tích 4m2, rất là rộng rãi. Với một mặt bằng diện tích khá là rộng như thế này thì đã bố trí được là hai phòng ngủ để phòng khách và bếp ăn. Giờ chúng ta sẽ cùng đi lên tầng 2 nhé. Với khu vực tầng 2 á, lên cầu thang thì hai bên sẽ vẫn là hai phòng ngủ được bố trí tương tự như phía bên dưới, lần lượt là 18m2 và 13m2, tương tự phía bên dưới. Còn lại á, sẽ có thêm một phòng ngủ nữa, diện tích cũng rơi vào 12m2 và một phòng thờ là 13m2. Với thay đổi thực tế thì chú Thủy đã lấy cái vị trí phòng ngủ hiện tại đây này, lấy vị trí phòng ngủ hiện tại rơi vào 12m2 này này, để chú sẽ chuyển thành cái hướng ban thờ cũng khá là hợp lý, bởi vì là hướng này hai hướng đều hợp với chú Thủy cả. Hướng này là sẽ hướng thẳng luôn ra phía mặt tiền đó. Còn lại phòng thờ cũ diện tích rơi vào 13m2 thì sẽ dùng làm phòng ngủ, vẫn hợp lý thôi quý vị ạ. Cái này thì sẽ là chúng tôi sẽ xoay, gọi là mình sẽ xoay cái phương án làm sao cho hợp lý nhất. Nếu mà chủ đầu tư có thay đổi và có sự thống nhất giữa chủ đầu tư và kiến trúc sư thì hoàn toàn chúng tôi vẫn sẽ có cái phương án thay đổi hợp lý cho mọi người. Được chưa ạ? Còn cái phần sân chơi ở đây cũng khá là rộng này. Từ đây chúng ta có thể quan sát hết các không gian phía bên ngoài công trình này. Rồi, với một công trình đặt trên khuôn viên đất rộng như thế này thì hoàn toàn có được lợi thế rất là lớn khi mà chúng ta xây dựng, đúng không ạ? Và nếu quý vị đang có mong muốn sở hữu một công trình đẹp như thế này, có thể để lại số điện thoại hoặc là liên hệ ngay với hotline của VC Home để chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị một cách trực tiếp nhất. Còn bây giờ Thu Trang xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại quý vị trong những công trình đẹp tiếp theo. Xin chào quý vị.